trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã ghi nhận cuộc chạm trán không cân sức giữa không quân nhà nghề của đế quốc Mỹ với lực lượng không quân còn non trẻ của Việt Nam. Tuy mới thành lập, thiếu kinh nghiệm, trang thiết bị kém hiện đại hơn, nhưng với sự nỗ lực phi thường cùng với tinh thần sáng tạo, dũng cảm, các phi công quân sự Việt Nam đã lập được những chiến công hiển hách. Trong khuôn khổ của chương trình, chúng tôi xin được điểm lại 2 trong số 16 phi công Việt Nam được công nhận danh hiệu X, danh hiệu công nhận cho các phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số 5 trở lên. Tuổi, bắn rơi 9 máy bay Mỹ, được tặng 9 huy hiệu Bác Hồ. Ông đã trở thành phi công bắn rơi nhiều máy bay nhất Việt Nam, được Bác Hồ khen ngợi. Thành tích của ông đã trở thành một huyền thoại trong không quân Việt Nam. Năm 1961, Nguyễn Văn Cốc nhập ngũ và huấn luyện tại trường dự khóa bay ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Cuối năm đó, ông tham gia lớp đào tạo phi công tại Liên Xô. Ông là một trong 17 người học lái máy bay MiG-17. Sau đó về nước, ông được phân công về đoàn không quân Sao Đỏ đóng tại sân bay Nội Bài, nơi có những phi công đàn anh tiếng tăm lẫy lừng như Trần Hanh, Phạm Ngọc Lan, Nguyễn Nhật Chiêu. Sau đó, ông lại được chọn để đi học chuyển loại máy bay MiG-21 ở Liên Xô một năm, rồi lại về đơn vị cũ chiến đấu. Trong thời gian học tập ở Liên Xô lúc bấy giờ, được các thầy, cô giáo và hầu như tất cả những người dân Xô Viết đã giúp chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn, thì sau một thời gian ngắn học tập để đã trở thành những người phi công tiêm kích để về chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đến bây giờ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bị liệt toàn thân, nhưng những trận công kích vẫn còn in đậm trong ký ức vị tướng dày dạn trận mạc. Năm 1967 là một năm đã đi sâu vào ký ức và sự nghiệp của ông với những chiến công vang dội. 6 chiếc máy bay đã bị bắn rơi trong năm này. Trong đó có những trận đã đi vào lịch sử của không quân Việt Nam. Đó là trận trên không ngày 30 tháng 4 năm 1967. Lúc ấy, sau khi yểm trợ cho biên đội trưởng bắn hạ một F-105, Nguyễn Văn Cốc bèn chớp thời cơ bắn hạ thêm một chiếc F-105 nữa. Đó là trận đầu tiên mở màn cho những chiến công của ông trong năm đó. Có lẽ ông cũng là người lập công nhiều nhất ở vị trí số 2, làm thay đổi cách đánh của không quân ta khi đó. Người phi công bay số 2, nhưng mà lại làm thế nào để mà khi gặp địch thì cũng lao vào công kích, chiến đấu có hiệu quả như phi công số 1. Thì đấy gọi là chiến thuật chim cắt số 2. Trong tâm trí của tôi, luôn luôn tâm niệm là đã ngồi trên máy bay, đã xuất kích trên bầu trời thì nhiệm vụ chủ yếu của mình vẫn là tiêu diệt địch. Còn cái việc bảo vệ cho số 1 và bay giữ đội cho chắc thì đó là nhiệm vụ đương nhiên của anh phi công số 2. Tất nhiên là phải kết hợp giữa kỹ thuật bay biên đội với lại kỹ thuật quan sát trên không để phát hiện được kẻ địch và lao vào công kích. Trong thành tích bắn rơi 9 máy bay Mỹ, có tới 6 chiếc được ông bắn hạ ở vị trí số 2. Cách đánh này không hề được dạy trong nhà trường. Nhưng rồi cách đánh số 2 của Nguyễn Văn Cốc đã được lấy làm gương để phổ biến học tập trong đội ngũ phi công chiến đấu của ta. Và sau này, có nhiều phi công ở vị trí số 2 theo cách đánh này đã bắn hạ được máy bay địch. Cách đánh của ông đã gây khiếp đảm cho đối phương. Một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của phi công Nguyễn Văn Cốc đó là lần được gặp Bác Hồ. Năm 1969, Bác đến dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua của Quân chủng Phòng không Không quân. Nguyễn Văn Cốc vinh dự là một trong những đại biểu ưu tú của đại hội. Khoảnh khắc đáng nhớ ấy đã được phóng viên ảnh Xuân Át của báo Phòng không Không quân ghi lại, và nó đã trở thành kỷ vật quý giá nhất của ông với vị lãnh tụ kính yêu. Bác tỏ lời khen ngợi là chú Cốc bắn rơi được 9 máy bay như thế là giỏi, và đi lên đây gặp bác và nói với hội trường, bác chúc cho không quân có nhiều công hơn nữa. Đối với tôi, lời khen ngợi của Bác Hồ, thực chất tôi coi đấy là một lời nói thể hiện cái sự quan tâm đầy đủ của Bác Hồ đối với lực lượng võ trang cũng như là đối với các đồng chí phi công chiến đấu trên trời. Nối tiếp thành tích ấy của Nguyễn Văn Cốc đã có nhiều phi công được mang đẳng cấp S, trong đó có phi công Nguyễn Đức Soát.
Cách đây 45 năm, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát mới 26 tuổi. 26 tuổi nhưng ông đã bắn rơi 60 bay Mỹ, trong đó có 5 chiếc chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1972. Và là đại đội trưởng đại đội chiến đấu chủ lực của đoàn không quân Yên Thế, một đơn vị mà chỉ nhắc đến tên đã sống dậy cả một niềm tự hào của bầu trời Việt Nam. Một trong những trận đánh đáng nhớ nhất của Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát và đồng đội là trận ngày 27 tháng 6 năm 1972. Đây là trận thắng oanh liệt khi chỉ trong ít phút, 4 phi công của ta đã bắn rơi 4 máy bay phản lực hiện đại được những phi công sừng sỏ của không quân Mỹ điều khiển. Ngày 27 tháng 6 năm 72 là một cái trận rất là đặc biệt. Thì cái đặc biệt của cái trường hợp này là gì? Là bởi vì trong khi mà vào đánh từ sáng sớm ấy, thì thông thường cái mật độ nhiễu rất là cao. Nhưng mà khi các tốt tương kích vào tìm của Mỹ vào tìm ấy, thì mật nhiễu nó đã bớt đi rồi. Thứ hai là phía Mỹ rất chủ quan. Đôi khi họ nghĩ rằng là ta ít khi đánh vào những tốt này. Ta muốn dằn mặt chúng rằng là không phải dễ dàng có thể cứu được giặc lái trong trường hợp như vậy. Cho nên là cái trận đánh này thì đánh rất là hay và hai biên đội cùng đánh hai tốp khác nhau nhưng mà cùng ở vùng trời ở vùng Sơn La. Thế và biên đội của tôi và anh Ngô Duy Thư ấy, tấn công vùng tốp 4 chiếc F4 bắn rơi 2 chiếc. Biên đội Phạm Phú Thái, Bùi Thanh Liêm cũng đã bắn rơi được 2 chiếc. Hầu như cách nhau chỉ 2-3 phút, tức là 4 chiếc. Tháng 12 năm 1972, quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh lân cận và bộ đội phòng không không quân đã làm nên một kỳ tích của thế kỷ 20, đó là đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược quy mô chưa từng có trong lịch sử, chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Phi công Nguyễn Đức Soát tiếp tục tham gia chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trong những tháng ngày lịch sử đó. Ông cho rằng chiến tranh đã thử thách và tôi luyện ông. Sẽ không có một trường đại học hay học viện quân sự nào giúp tiến bộ nhanh bằng chính những cuộc chiến đấu vẻ vang trên đất nước mình. Sự chiến đấu anh dũng của ông cùng lực lượng phòng không không quân đã góp phần vào chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972. Có lẽ cái điều duy nhất ấy, không phải là chỉ có lòng dũng cảm không thôi đâu. Mà cái thủa ấy phải nói là do trẻ trung, cho nên là quyết tâm rèn luyện, quyết tâm phấn đấu nâng cao cái trình độ. Thế mà chúng ta đánh ấy cũng rất là khoa học, tức là chúng ta rút kinh nghiệm thường xuyên, rút nghiệm trên cái mất mát đấy. Có thể trận đánh này đồng chí mình hy sinh, tìm mọi cách để trận sau đánh thưởng. Thế thì khác với phía Mỹ là từ cái chuyện thay đổi chiến thuật là từ cấp trên xuống dần dần đến cấp dưới rất nhiều tầng lớp. Thì sau mỗi trận đánh là chúng ta tổ chức rút kinh nghiệm, cả tất cả phi công, cán bộ chỉ huy, sĩ quan dẫn đường ngồi cùng và bàn hôm sau đánh như thế nào và đánh luôn. Thế thì đây chính là cái yếu tố, cái gọi là cái tính tập thể trong quá trình tổ chức tác chiến, tính mưu trí sáng tạo và dũng cảm. Thì tôi nghĩ là không quân ta đánh nhau không phải bằng cơ bắp đâu, mà rõ ràng là phía Mỹ họ cũng công nhận là chúng ta là một trong những lực lượng không quân giỏi nhất thế giới. Không chỉ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, trong suốt 8 năm, trong chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ từ năm 1965 đến năm 1973. Không quân Việt Nam cùng các lực lượng phòng không của quân chủng phòng không không quân đã chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không nhân dân, bảo vệ bầu trời miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước ý nghĩa to lớn ấy, bằng trí tuệ và lòng tâm huyết, Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát và Trung tá tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hưng đã ra mắt cuốn sách Chiến tranh trên không ở Việt Nam 1965-1973, phía sau những trận không chiến. Cuốn sách đã đi sâu phân tích các hoạt động của không quân nhân dân Việt Nam. Qua cuốn sách, các tác giả muốn đưa ra các lập luận để trả lời một câu hỏi mà nhiều cựu phi công Mỹ cũng như nhiều nhà nghiên cứu, nhà báo trong nước và quốc tế đưa ra. Tại sao không quân nhân dân Việt Nam nhỏ bé, với vũ khí lạc hậu và phi công trẻ tuổi, ít giờ bay lại có thể chiến thắng lực lượng không quân hùng mạnh của Mỹ? Những luận điểm và phân tích trong cuốn sách sẽ cung cấp thêm một cách tiếp cận về các diễn biến của cuộc chiến, có phần chứng minh chiến thắng của chúng ta không chỉ là trí lực và lòng dũng cảm, mà còn là tầm nhìn chiến lược, là trí tuệ tập thể, tài thao lược trong xây dựng, tổ chức, sử dụng lực lượng, tổ chức điều hành các chiến dịch và các trận đánh, hình thành lý luận của không quân nhân dân Việt Nam, cơ sở khoa học của chiến thắng.
Mục đích khi làm cuốn sách này, chúng tôi cũng tính đến cái việc là để giúp cho các thế hệ sau này hiểu được cái vai trò và cái ý nghĩa của chiến thắng của chúng ta, hiểu được những bài học kinh nghiệm. Khi mà chúng ta có được thắng lợi như vậy thì chúng ta đã phải trả bằng máu xương, bằng công lao và nỗ lực của mọi cấp như thế nào. Chứ các chiến thắng nó không tự đến. Thế và đối chọi với một không quân Hoa Kỳ mạnh như thế, được huấn luyện đào tạo cơ bản như thế mà chúng ta đã chiến thắng được họ. Và tôi cũng nói thêm là mới đây khi tôi vừa sang Mỹ thì khi giới thiệu cuốn sách này thì các học giả Hoa Kỳ, các phi công chiến đấu của Hoa Kỳ thì họ cũng rất là tôn trọng các phi công Việt Nam. Họ đang đề xuất rằng là hãy dịch cho tiếng Anh, họ sẽ hiệu đính hộ cho nó phù hợp những cái chuẩn ngữ tiếng Anh, là thuật ngữ không quân đông phức tạp, và đề xuất là tìm nhà xuất bản cho mình để in tại Mỹ cuốn sách này. Còn nhiều những phi công tài giỏi của Việt Nam mang đẳng cấp X mà trong chương trình này chúng tôi chưa đề cập hết được. Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Cốc và Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát là hai trong số những át chủ bài của không quân Việt Nam. Có đến 16 phi công của Việt Nam được công nhận danh hiệu X, trong khi đó số phi công X của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam chỉ có 5 người. Trước khi kết thúc chương trình này, chúng ta cùng nghe những lời thán phục nói về phi công Việt Nam. Khi tôi mới đến đây vào năm 1967, tôi gần như không có hiểu biết gì về đất nước Việt Nam. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng bộ đội Việt Nam vô cùng tinh nhuệ và có chiến thuật vô cùng khôn ngoan. Họ biết chiến đấu vì Tổ quốc và chống lại quân xâm lược đất nước. I know something about flying and about MiG fighters that were used. Khi tôi ở Việt Nam thì tôi đã có một số cái hiểu biết về cách lái máy bay. Thì tôi thấy là những người Việt Nam, đặc biệt là những phi công Việt Nam, thì họ có những cái cách đánh rất là thông minh, cả ở trên trời lẫn ở dưới đất. Thì họ biết được những cái điểm yếu của máy bay MiG và họ biết được cách mà chúng tôi dàn trận. Thì khi đó thì họ rất là linh hoạt trên bầu trời và họ có những cách đánh rất là thông minh, và tôi cảm thấy rất là cảm kích với những người phi công Việt Nam khi mà họ khắc phục được những cái điểm yếu đó và họ đã chiến thắng chúng tôi. Control over the strength that the American fighters have.